Chào cả nhà đang xem kênh Ngân Nguyễn TV của Ngân nha. Bây giờ là 5 giờ kém rồi. Ngân chuẩn bị đồ ăn cho buổi chiều. Chiều nay nhà Ngân ăn mì Quảng nha cả nhà. Ngân là người miền Tây cho nên là Ngân nấu mì Quảng thì không biết là có đúng chính gốc của người miền Trung người ta ăn không nha. Thì có tôm trứng nè. Có tóp mỡ nha. Tóp mỡ, em Ngân nó thắng hôm bữa ăn hủ tiếu. Ăn mì Quảng là không có thiếu ớt, cái ớt mà ớt hiểm á, mọi người ở ngoài chợ thì bán ớt hiểm cái trái nó bự hơn, mà kiểu như không có cay bằng cái ớt này là ớt hiểm mà ớt quê, mẹ con gửi dưới quê lên á cả nhà, ăn rất là cay, đầy đủ các loại ớt luôn, ớt sừng trâu nè, trời mọi người thấy trái ớt nó xanh vậy thôi á, chứ trời ơi ăn nó cay xé lưỡi luôn, té xỉu luôn á. Mì, sợi mì Quảng Ngân đã trụng nước sôi qua rồi và mình rửa sơ qua nước lạnh để cho cái nước nó trong trẻo khi mình ăn nha. Như đây là 800 gram là thay vì muôn ký, nhưng mà thiệt ra là nhà có ba người ăn 800 gram không hết, mình nếu mà mình ăn không hết nữa mình bỏ thì nó phí, nó tội nữa, cho nên là mình lượng mình mua 800 gram 10.000, mười mấy ngàn ký á nè. Rồi có rau húng lủi, rồi rau ăn mì Quảng nè. Ngân mua giá hẹ, Ngân cũng không nhớ là mì Quảng có ăn giá hẹ không nữa, nhưng mà rau muống bào với bắp chuối với lại cái cải xanh mà cải con á thì có nè, của hành tây đó. Rồi cái nồi này là nồi trà xanh Ngân nấu nè, trà xanh Ngân mua ở ngoài chợ người ta bán 20 mấy ngàn ký, hình như là 22 ngàn ký, mua 15 ngàn mà mình uống được 2 ngày luôn á mọi người, mình chịu khó mình lặt thôi, lặt thì nó cực chứ còn nó rất là rẻ, nó không có mắc. Ngân nấu nước sôi lên, Ngân bỏ trà vô, Ngân đẩy nắp lại, Ngân ninh mấy tiếng đồng hồ thì nó sẽ ra cái nước nó vàng tươi vậy nè. Rồi những nguyên liệu ăn mì Quảng thì Ngân giới thiệu cho cả nhà sơ sơ vậy à. 6 người, tự nhiên 6 người. Ngân nhìn cái chén trứng cút với tôm. 6 con tôm, 3 người. Trứng cút thì như là ăn chục trứng á. Chia đều ra vậy đó, cái người 2 con tôm, 3 người 6 con tôm. Là mình tính cho nó gọn, mình ăn cho nó hết sôi rồi diệt luôn, chứ không có ăn mà còn dư nó mất công. Một hũ đậu phộng lúc nào trong tủ lạnh cũng hay có đậu phộng sẵn. Ông xã Ngân ảnh đi làm vẫn buồn miệng, ảnh hay có cái để nhai cho đỡ buồn miệng, với lại bỏ vô lò nướng á, mà xong mình nướng xong rồi mình đãi vỏ nó không có cực, cho nên lúc nào cũng có vậy đó. Cái đậu phộng này là Ngân giả nhuyễn ra, không phải giả sơ sơ bể đôi bể ba thôi. Ngân nấu không có củ nén, thường thường Ngân thấy người ta nấu mì Quảng người ta để củ nén á, củ nén người ta giả nghe đó. Mà Ngân nấu đơn giản à. Ở trong đây là có, để Ngân nói cái cách ướp nha. Nhà có ba người ăn à, cho nên Ngân nấu một nồi cũng có nửa con gà cả nhà. Đầu giò nấu với mấy cái giò, rồi có thêm cái lòng á, cái mề với cái gan. Hồi lúc đầu thì Ngân ướp vô trong gà ha, là Ngân ướp sa tế nè, tương ớt nè, rồi bột nghệ nè, dầu điều nè, ớt bột, rồi nước mắm, đường phèn, bột ngọt, hạt nêm với muối, rồi mình ướp vô trong gà cho nó thấm ha. Rồi cái Ngân phi củ hành tím á, với lại ít tỏi mình giả, mình đập dập ra mình phi, mình xào thịt gà trước, rồi xong cái mình để củ sắn với củ cải trắng vô mình xào luôn cho nó thấm gia vị, cái bắt đầu mình chế nước cho mình nấu vậy thôi. Thì nó ra cái màu vậy nè, cái màu điều với bột nghệ nè, chứ có bột ớt với tương ớt, cái nó ra màu vậy nè, với có chút sa tế nè, mà sa tế Ngân để cũng ít nè, không có để nhiều. Ba xu về đúng lúc quá, xu về mở cửa thánh rề ra mở cái cửa, tới cái cửa nghe là ngủ luôn, ngủ được chắc thánh rề. Trời ơi, nó vô từ từ, vô lấy chìa khóa nè, chìa khóa ngoài kia kìa con. Trời ơi. Không khóa đâu. Không khóa đâu trời. Chồng cái áo mẹ đó, dỡ áo mẹ ra. Không khóa đâu. Có khóa đâu, trời ơi kìa kìa. Cũng rảnh. Tới giờ ăn rồi bà con ơi, đói rồi. Đẩy ghế đẩy võng cho ba, đứng dậy đẩy võng con, gì nữa vậy trời, được không?
cha con là Ngân Trang Khúc, con Khúc, con Khúc Trang Khúc. Nấu với anh đủ thôi. Tô vậy nè. Anh không ăn gà nhiều đâu. Anh ăn mè không? Không. Anh ghen không? Không. Vậy em thầu hết. Thầu hết đi. Cảm ơn. Anh ăn thịt nạc, không da. Đồ lòng là em thầu hết cho. Mì quảng là phải có một chén nước mắm ớt thiệt là cay chuẩn, nước mắm mặn nha. Mì quảng là có một chén nước mắm ớt nhẹ cả nhà, nước mắm mặn, ăn cho nó đúng điệu. Cái phần anh cũng khoái ăn vậy nữa. Thiếu bánh đa cả nhà, này có bánh đa nên là vô được chưa mà. Này thường mì quảng tao ăn giá hẹ em quên anh. Như không phải không? Nhớ rồi. Hình như là không đâu. Mà thôi mình là cái gì? Mình là quảng, mà quảng Tây mà chứ không phải quảng Nam. Mình là quảng lung tung bán. Quảng miền Tây. Anh không ăn cái này. Không ăn củ hành hả? Không ạ, anh không ăn. Cái này em bào nè, em làm đó, em mua về em bào đó, có chỉ có bơ bắp chuối là không làm thôi. Ừ. Mà còn có muốn là em tự bào đó, em sợ ngoài không biết có vấn đề khi nhâm có chất rồi. Không dám ăn. Này, thiếu gì nữa không ta? Đây là rau húng lủi. Đúng rồi, mì quảng. Một mì quảng phải có rau húng lủi á. Hồi sáng không nhớ là ăn rau thơm cái gì, cái chị bán chị nhắc là rau húng lủi. Tô mì không thấy mà thấy rau không. Hồi chứ nước vô xèo ơi. Vậy nó hơi nhiều anh ha. Nhiều gì? Nhiều hai chồng ăn hứ ử hử à. Nhiều rau hay nhiều gì? Nhiều tùm lum luôn á, em diễn gì. Kệ đi, kệ đi. Xèo luôn mà. Tôm nha bà con. Một con thôi. Người hai con. Thôi. Một con à. Vậy nhường cho Su ba con đi. Thôi vậy em ăn hả? Vậy em ăn tô này đi rồi. Trời ơi. Đây là tô của Su. Đúng rồi đó, anh hai cái đầu rồi. Rồi anh nghe được rồi đó. Rồi trứng cút. Trứng luôn. Anh 4 trứng đi. Rồi Su 3 trứng đi. Rồi đó. Bên này nước lèo nhỏ dứt thôi. Múc vô nước lèo đi rồi chế vô ăn thôi. Quên món chính, mì quảng gà mà không bỏ gà vô trớt không. Chút nữa củ cải đúng không? Củ cải cà rốt hả? Ừ. Không có cà rốt, củ cải với củ sắn thôi. Bài quá trời luôn trên cái bếp, bài quá trời luôn. Mình thấy nấu đơn giản vậy chứ chuẩn bị rửa rau là một buổi luôn, mấy tiếng đồng hồ cả nhà. Thiệt á. Phải ngân bào rau muống, ngân lặt rau, ngân rửa từng món, ngân sắp xếp vô cái gỗ nó lâu là trụng mì đó. Rửa gà, nấu nước lèo, cắt củ sắn, rồi xào, rồi phi này kia, làm đủ kiểu vậy nó mất thời gian. Chứ mình ăn thì nó nhanh lắm. Mì quảng người ta nấu nước ít lắm nha, mà ngon không phải ăn nước nhiều. Nấu lỉnh bỉnh lãng bản vậy, nhưng mà nêm nó ngọt, ngọt lắm nha cả nhà, mình nêm đừng phèn á, nó ngọt tự nhiên. Em bỏ xé chưa? Chưa, giờ mới xé, em bỏ vô nè. Đó. Nó ớt. Rồi ở này có thằng Vinh ăn ha, nay nó không ăn. Bữa nào mình làm biến nó ăn nó thì nó ăn, còn bữa nào mình xiên xiên mình nấu món ngon thì nó không ăn. Em có biết không? Tô của Su là nhường cái ức gà cho Su nha. Ức gà nhiều nhiều. Ưu tiên cho Su. Tô của ba nè. Rồi thôi được rồi, nhớ gà được rồi, thôi. Rồi cho con gái, rồi cho ba. Rồi mẹ. Út chót, xíu quách. Rồi anh Vinh về kìa. Ăn không? Ghen. Ăn không Vinh? Nó có trật không? Chị ăn gì? Camera của em nè. Chị ăn gì? Chị ăn ngoài luôn hả? Cái tô của Ngân là có gan mè rồi nha cả nhà. Có thêm đầu lòng. Em chế cái tô của em rồi, hoặc anh chế tô của anh đi, anh tự trụng nha. Tại vì biết sao cả nhà, Ngân quay clip là Ngân trụng thì trụng tới trụng lui thì sắp xếp cái tô nó không có đẹp. Chứ phải trụng quang nước để cho cái rau nó nóng. Nó mới ngon. Quá trời ngon rồi. Quá trời luôn rồi. Tới luôn cái tô này em ăn chắc. Không biết sao hết. Này cả nhà, phải có đậu phộng lên nha. Mì quảng phải có đậu phộng nha. À, hành tím phi. Có ai ăn mì quảng với tép mỡ không ha? Bỏ vô nó ngon lắm cả nhà. Tép mỡ bỏ vô cái nước lèo cũng thơm. Cho miếng ớt, nước mắm ớt. Quá trời hấp dẫn.
Rồi anh chế nước lèo vô nồi đi, rồi anh hâm anh chế với tô của anh với vậy chơi cái tô cho bé Su luôn. Cho con gái. Cái tô của anh này cả nhà. Ít thịt. Nhiều xương, xí quách, tôm trứng nhiều. Trời ơi quá là ngon luôn. À, tô của Su không có rau. Tô của ông xã. Tô của anh yêu. Đổ vô, nước chữa sôi mà anh đổ vô vậy nên có sôi đâu mà có thấm gì đâu. Được. Ngon à. Mua mắt. Ở ngoài gà chẩn xương sáu triệu nghìn tô mà ít xíu. Này là quá chất lượng luôn á cả nhà. Tô này không biết bán nhiêu quá trời. Nhiêu? Trăm ngàn hả? Trăm ngàn mở tiệm ở quán bán chắc mình ăn ăn. Mình ăn ăn với em ăn. Để à. Rau hay để húng lũi? À quên để hả? Để đổ rau đây ha. Ừ, húng lũi đó, để rau húng lũi. Chắc tắt vô cả nhà. Thì lâu quá rồi không có ăn ngoài, không có ăn mì quảng, không nhớ là mì quảng có chắc tắt vô không ta? Ăn giống như ăn hủ tiếu miền Tây. Kệ đi, mình ăn sao mình thấy ngon là được, mình thấy hợp khẩu vị của mình là được. Ngon không con gái? Ngon anh. Ngon, nước ớt hả? Nước ớt, nước chanh, nước mắm, ớt, đầy đủ. Nè. Cái bàn của con sao con không đẩy cái cặp con bên này có chỗ con ăn. Nước non lầm lắm kìa. Quá nóng. Cái nước lèo á có đậm đà không? Được. Có gì thiếu thì nêm thêm nha. Em nêm là em nêm bình thường, còn bỏ rau bỏ này kia vô thêm á. Có thể nó hơi lạ chút nhé. Sợ nó hơi lạ, còn chai nước mắm vô. Rồi thêm nước mắm, rồi. Ngon rồi đó, thêm miếng nước mắm vô ngon. Ăn được không con? Con thích ăn mì quảng không? Ngon không? Ăn gà đi. Không chấm gì không? Cái tủ anh cũng đặt mua luôn mà phải không? Ừ. Lùng lùng cho thấy đồ ăn cho rõ. Ủa ngồi vậy? Ngồi vậy đi. Ngồi kia đó. Chồng có nghiệm dở lục tè lục tẹt ngồi. Còn ngồi ngồi ghế thấp nữa chứ. Ngon anh. Con thấy vừa ăn á. Nước lèo rất là ngon. Thêm miếng mắm. Giống phải chan nước mắm vô thì nó mới đặc trưng của cái chú vị mì quảng. Mì quảng mà chính gốc là người ta có nấu thì củ nén nữa. Đúng rồi, tao không có làm nấu có ba người ăn là nào mà nấu ấy quá gồm rào quá ha. Chắc đêm gì đổ đau dẹp luôn anh. Bít cái mặt của anh, không thấy mặt của anh. Nên nó có lâu chọn không rồi? Có. Không, không, không. Đưa cho ba. Ủa, tự nhiên đầu hồng cho ba đưa cho con đấy. Đầu hồng cho con đưa cho ba. Nói gì vậy? Thế không? Nóng cúc. Đúng hơi đuối nhưng mà vui. Vui không? Quá vui luôn. Đi học vui nhất rồi nữa. Mì quảng ăn nó cộng mì quảng ăn ngon nghe ha. Ngấm vô bánh canh bột gạo. Mì quảng bán sao? Nhiều ký. 10.800 gram. Chắc 12-13 ngàn ký.
bỏ tí mỡ vô ngon kìa. Năm rưỡi. Tại bữa nay thấy rảnh rảnh này quay á cả nhà, với vài bữa xui đi học thêm đâu quay được đâu, lo chạy với bà nội luôn. Đưa đi uống về tầm hết 4 ngày. Cứ 4 ngày. Hả? Tầm 7 5 5 ngày chứ. Học thêm tầm có 4 ngày à. Em nói cái giờ học thêm á chứ đâu có nói học giờ học kiến thức đâu. Buổi chiều á. Lập chụp lắm, đâu có làm thời gian là quay nấu làm gì. Em không phải chuẩn bị đồ ăn trước. Đúng giờ tan học xong rồi phải xách lên trường cho nó ăn, hoặc là cái những món ăn nhẹ hay là cái gì đó. Đi học thêm nó không đói, học tới 6-7 giờ mới về. Mà tan học ra là về nhà ăn đâu có kịp. Với em thường thường giờ tan học giờ cao điểm, trời ơi học sinh nó ùa ra. Mình đi còn bị kẹt là không chưa chạy xe. Chừng 10-15 phút mình mới thoát ra khỏi cái chỗ đó. Có khi 20 phút không chừng. Không đông vậy. Đi bộ mà vậy á. Cổng trường nó cái lối đi nó nhỏ, khi đi ra ngoài thì nó mới rộng. Còn cái lối đi mà trong trường bước ra thì nó nhỏ. Mình xin đông dữ rộng. Nó ra bước ra đông lắm. Em cũng đang. Nó ở nó không có con giấy. Hiền dữ. Anh yêu tâm lý dữ. Anh mặc sao anh. Rồi. Lăn giò à. Không có. Em nói anh yêu tâm lý. Nó lấy nó nhìn. Không quá cả nhà. Thôi em nhiều quá. Thôi em nhiều lòng quá. Ừ. Coi em nó độn bấm nhiều á, nó xương nữa. Ngon con. Chất lượng ha. Mình ăn có lấy tấm hỏi được luôn. Không. Mà chắc thôi đi xuống cái không cần ăn cái đó. Mình ăn đâu, mình đâu ăn đâu. Thôi nữa đó, ăn nữa rồi. Ừ. Ừ, không muốn nữa mà. Muốn nữa hả? Ừ. Cảm ơn luôn. Dạ sao nó ăn? Người có hai con tôm mà em ăn hết rồi. Ăn đi cha cao lớn rồi. Đúng rồi. Ăn đi cha cao lớn rồi nè. Trời ơi. Nó tăng canxi. Bị thiếu canxi. Nên lớn không nổi. Bỏ thêm đồ phộng nha. Su ăn ngon quá mới bới thêm á cả nhà. Thì bới thêm. Làm thêm. Mẹ nấu cái gì vậy ba? Mình muốn ăn cơm. Múc thêm. Quá trời ngon rồi. Có đậu phộng vô ngon nha. Thơm. Cảm ơn không công nữa thơm. Cây húng lửa phải cây bạc hà không ta? Nhiều khi miền Bắc chưa khác, miền Nam chưa khác sao ta? Đó vậy em không biết cây bạc hà. Cây bạc hà mà, cái lá bạc hà đó thơm chứ không phải là cây bạc hà nó lên chua. Cái mềm. Tấm mỡ nó giòn. Mình để tấm mỡ vô sao nó không có mềm. Ăn giòn không? Cho con cái khăn cậu thắng không?
cắm nước mắm ớt này luôn nha. Có ớt. Có ớt nha. Cái này là nãy giờ ăn mày không? Không nhỏ thấy rồi, nó mặn dữ. Nhìn nè. Nước cái nắp. Ăn béo mà anh không khoái ăn không? Ăn mời trước đi hoặc ăn bánh xong. Chấm ớt. Xong. Gấp thêm mỡ ăn không? Mình ăn với cơm chan nước mắm ăn cũng ngon. Nhưng lúc không có đồ ăn mình ăn vậy đó nha. Bữa sáng vậy ngon là biến ăn, ngon bới bắt nồi cơm cái mình bới cho cơm. Ngon trộn tép mỡ với chan nước mắm vô ăn. Nước mắm ớt cay nha. Ăn vậy. Đây còn trứng gà nữa kìa. Trứng gà chắc để đó nha, hết nổi rồi. Gặm hết nổi rồi. Sáng mơ buồn buồn miệng ăn gặm ăn. Giờ ăn tụng này quá trời rồi. Ăn con tôm cuốn cùi nữa nha cả nhà. Rồi ăn từ từ. Rồi ăn hết tô này lâu lắm. Chấm nó mắm ớt. Quá dữ. Rồi, cặp ớt vô. Để mình bắt ớt vô. Cho bác xin biết được phòng không? Cho ngập nước mắm luôn. Cái gì? Cho bác xin biết được phòng. Hết rồi, đậu phộng này luôn đây rồi mình lấy đậu phộng kia nữa. Tôm ngọt. Anh ăn đậu phộng hộ. Ai không ưa tôm ha, mỗi lần đi ăn chung với anh là nó khó, có nhiều tôm là đổi cho em hết, nó ngọt ngọt, xong xuôi, công nhận nó mì quả, quả tích mỡ ăn ngon quá, mọi thứ ít có đậu phộng rồi nữa, đúng rồi, ăn vậy không với bỏ tích mỡ vô ăn cũng được rồi, đưa đưa cái ca nước cho mẹ uống cái, trà đá, làm một ca trà đá luôn. Nhà mỗi người một ca nhỉ. Xuân một ca. Các bạn cả nhà nha, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Sẽ ăn tiếp cái tô này kết thúc video ở đây luôn nha. Quên nữa, Ngân để nghệ vậy chứ nó không có hơi nghệ nha cả nhà. Nó cái nước lèo ăn ngon lắm, không có hề hơi nghệ luôn á. Mà công nhận cái màu nước lèo rồi giống như ngoài người ta bán luôn anh ha. Thật sự là nấu kiểu này ăn ngon lắm á cả nhà, bữa nào mà cả nhà nấu thử nha, nêm nếm gia vị y như Ngân nói gì là ngon. Để có hướng dẫn nấu không? Không, em nấu rồi, em nói nguyên liệu cho nhanh chứ còn quay mà vừa nấu dễ lâu quá, rút xu rồi kia đâu có thời gian. À. Em lên nấu nhanh mà em đi rút nó mừng. Em về em có đói có ăn liền. Các bạn này nấu à. Nấu. Chị thẳng vô người con phải không? Đó, con ngồi ghế bệt với nhà cả nhà. Đó, vậy mới thấy được rồi. Bạn cái bàn này, nó không có cân đối với cái ghế ngồi. Ra làm YouTube rồi, ra phải chuẩn bị cái bàn cho nó cân đối. Đồ ăn thì phải thấy để ngay trước mặt này nè. Ăn thôi xương gà để đó em ơi, ăn tiếp thì ăn hết nổi. Xương gà chân gà lấy gặm mai mai gặm hả? Một tô vậy là ăn hết tô này là ứ hử rồi. Ăn nổi không? Nổi. Không nổi à? Nổi. Không nổi cũng phải nổi. Cái gỗ gà quá trời luôn này cả nhà. Râu ế mùi coi cho giữ vô. Nhiều đó nha, chắc cũng cỡ 30.000 tiền gà không ta. Ừ, với phỏng phỏng tính cả đó rồi chứ không có nhớ chứ. Rồi sao em mua nhiều dữ vậy? Nè giờ mình mua ít hơn không được. Mình kia vô mình cứ hớp mỗi cái ít rồi thành ra vậy đó chứ mình mua ít hơn không được, nó kỳ đó. Thôi. Mai giá hè lấy xào ăn được. Không thì để ngày mai tính tiếp món khác, ví dụ như giá hè nấu canh chua, cái này rau nấu canh chua được nè, cái món bèo với bắp chuối vậy này nè. Còn cái này thì sáng em luộc em trụng em ăn sống nấu canh ngọt vậy đó, nói chung là ăn đại cho nó hết. À, còn giá hè dự mình xào tàu hũ. Ngon á. Vậy đó, thiết kế. Khỏi mua rau nữa.